Hello, đón chào các bạn đến với vòng xoay khủng long chúng ta. Và ngay bây giờ đây, vòng xoay nó dừng lại một ô màu xanh nhạt rồi. Và bây giờ, một con khủng long gầy còm ốm yếu, không biết trong ô màu xanh nhạt này sẽ là con khủng long gì đây? Ha ha. Ồ, đó là chú khủng long có thân hình nhỏ nhắn, Velociraptor. Là một loài khủng long rất là thông minh đó các bạn ơi. Wow, rất là đẹp đúng không nào? Đã, chú khủng long Velociraptor của chúng ta có cái miệng rất là to kìa, nó đang há ra. Ha ha. Ấy, trông rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, còn đây là một cái khu vườn, một cái sàn đấu thì phải. Ồ, nơi những con khủng long Velociraptor chiến đấu với những con Viroraptor. Rồi, tiếp theo nào. Bây giờ sẽ là ô nào đây? Wow, và dừng lại một ô màu đỏ các bạn ạ. Đây, màu đỏ đây, đây. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem bên trong ô màu đỏ này sẽ là con khủng long gì nha. Wow, có vẻ như là một con khủng long rất là to lớn các bạn ơi. Ồ, đoán không sai, đó chính là một chú khủng long Acrocanthosaurus. Rất rất là to. Và nó một cái thân hình rất là kỳ lạ, nó hơi dẹp dẹp bề ngang một xíu. Có màu nâu rất là đẹp đúng không các bạn? Đấy, chú khủng long Acrocanthosaurus này có một cái dáng đi cũng rất là giống với khủng long T-Rex. Bây giờ mình sẽ đè chú khủng long này dưới đất để nó đi nha. Cái người nó nghiêng quá. Rồi, bây giờ sau cánh cửa là một con khủng long Acrocanthosaur. Wow, một tiếng gầm nghe giống như là nó đang thở vậy đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quay cái vòng quay này và để xem nào. Wow, một ô màu vàng. Và xem bên trong ô màu vàng ngày hôm nay sẽ là con khủng long gì đây? Một cái con gì mà gai rất là nhiều các bạn ơi. Là một chú khủng long hiền lành Stegosaurus nè. Rồi, chú khủng long Stegosaurus này có những cái gai mọc trên lưng như những chiếc lá vậy đó. Cái con Stegosaurus này nó mới đi từ dưới nước lên rất rất là khoái chí, mới được tắm xong hay sao á. Rồi, bây giờ chúng ta quay tiếp tục nào. Đã dừng lại một ô màu xanh lá cây. Và để xem nào. Bên trong đây sẽ là một con khủng long đứng bằng hai chân các bạn ơi. Không biết là nó như thế nào đây. Cái đuôi to dài đây. Và đây là hình dạng của một con Baryonyx gầy còm ốm yếu đó các bạn. Một chú khủng long Baryonyx. Gầy dơ xương luôn. Wow, mà con một tướng đi nhìn cũng rất là hung hãn đó nha. Con này nó cũng không có hiền lành đâu. Đấy, bây giờ nó sẽ bước đi và bước đi. Những chú khủng long Baryonyx đây các bạn. Có một cái miệng rất là dài đúng không nào? Rồi, tiếp theo vòng quay chúng ta chỉ còn hai màu cuối và liệu ô bí mật sẽ có được khám phá không? Ô bí mật vẫn chưa được khám phá, vậy là ô bí mật sẽ được mở cuối cùng các bạn ơi. Rồi, xem nào, bên trong đây sẽ là con khủng long gì nha. Là một chú khủng long màu kiếm các bạn ơi. Đây là một con khủng long màu kiếm, màu xanh dương, rất là đẹp đúng không nào? Nó có tên khoa học là Parasaurolophus đó. Đây, những con Parasaurolophus nó đang bước ra với cái mào kiếm cực đẹp ở trên đầu của nó. Có con màu xanh dương nãy luôn kìa các bạn. Rất là đẹp. Những tiếng kêu như là những cái tiếng hát cất chào buổi sáng vậy. Rồi, tiếp theo nào. Wow, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô bí mật nha. Và liệu rằng hôm nay sẽ có loài khủng long đặc biệt không? Ôi chà chà, đây, ngay bây giờ đây, đó chính là một chú khủng long Sinoceratops, rất là đẹp đúng không nào các bạn, màu nâu. Tiếp theo là một con khủng long Therizinosaurus, móng tay rất là dài, màu xanh nước biển, có bụng màu trắng vàng. Một chú khủng long Ankylosaurus cũng rất là hiền lành đó.
Wow, nãy giờ là ba con khủng long ăn cỏ rồi các bạn. À không, thôi đi cho nó là ăn thịt. À, một con khủng long Indominus Red con. Và cuối cùng hoặc là còn nữa đó là một con khủng long Dilophosaurus. À, cũng rất là đẹp, nó đang phồng cái mang của nó lên. Ôi, rồi mình bỏ ra kia luôn đi. Còn đây là một con khủng long bạo chúa. Ồ, một chú khủng long T-Rex. Có cái màu da trông rất là thật và đẹp đúng không nào các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ cất những cái chú khủng long này đi. Đây. Wow, và bây giờ đây chính là phần giới thiệu những con khủng long đang nằm lăn lóc trong cái sân vườn của mình đến với tất cả các bạn. À, quá trời là khủng long luôn đúng không? Trời ơi, cái này nhiều như vậy bạn nào mà được chơi chắc với mình chắc vui lắm đây. Rồi, đầu tiên là một con khủng long T-Rex màu đỏ rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ con khủng long này vào cái rổ. Rồi, đây là một chú khủng long Mosasaurus nha các bạn. À, một con khủng long sống dưới nước và ăn thịt rất là to lớn. Đó, đây là chú khủng long Mosasaurus, chúng ta đã được chiêm ngưỡng tận mắt được nó. Rồi, tiếp đến là một con khủng long Acrocanthosaurus. À, một con khủng long có hình dáng rất là kỳ lạ đúng không các bạn? Màu nâu cũng rất là đẹp. Ồ, một con khủng long T-Rex rất là đẹp. Đây là một con khủng long T-Rex Spider-Man. Wow, đúng một con nhện rất là to trên lưng này các bạn ơi. Tiếp đến là một đôi mắt rất là to đúng không nào? Ồ, bây giờ mình có một con khủng long Triceratops ba sừng rất là dài à, nhưng mà nó rất là nhỏ. Rồi, màu nâu rất là đẹp. Rồi, tiếp đến là một con khủng long Indominus Rex. Ồ, con này cũng là một con khủng long Spider-Man nữa các bạn ơi. Nó có màu xanh và màu đỏ. Bên đây chúng ta được thấy hai con khủng long Indominus Rex Spider-Man đánh nhau. Wow, hai con này rất là khỏe đấy. Còn đây là một con Indoraptor, một loài khủng long rất là hung tợn và nhìn rất là giống với khủng long Indominus Rex đó các bạn. Ồ, đây là con khủng long Baryonyx đây. À không, đây là Pyroraptor các bạn ơi. Một con khủng long nhìn rất là giống những con chim. À, những con khủng long này có cánh rất là to. Wow, không khác nào là một con chim đúng không nào? Rồi, tiếp đến là chúng ta có chú khủng long Sinoceratops. Rồi, rất là to và đẹp đúng không? Còn tiếp đến là con khủng long Ankylosaurus đây các bạn ơi. Ồ, một con khủng long có cái bộ giáp trên lưng rất là đồ sộ. Wow, con T-Rex màu xanh nước biển rất là đẹp mà hơi nhỏ một chút xíu. À, bây giờ chúng ta được thấy con T-Rex đang đánh nhau với con khủng long Ankylosaurus ở đây. Không hiểu tại sao bọn chúng lại đánh nhau. Ồ, khủng long Ankylosaurus đã trả đòn. Rồi, tiếp theo chúng ta có chú khủng long Velociraptor. Ồ, một con khủng long rất là thông minh và phối hợp săn mồi bầy đàn rất là tốt của nó các bạn. À, ở đây nó có một cái bảng điều khiển để xem mã gen này kia đó, xem cái gen của con khủng long này nữa. Rồi, tiếp tế là một con khủng long Stegosaurus với những cái gai sừng trên lưng. Ồ, đây là con Stegimoloch nè các bạn, một con khủng long đầu búa. Đây, rất là nhiều những con khủng long đầu búa. À, đây có những cái đầu rất là cứng đó các bạn ơi. Tiếp theo ta có con khủng long Baryonyx đây. Đây là một con khủng long khá là gầy còm ốm yếu nhưng trông rất là dữ tợn đúng không? Ồ, và đây là một con khủng long T-Rex cũ kỹ của mình. Tiếp đến là mình có con khủng long Indominus Rex bị gãy đuôi. Rồi, đây là con khủng long T-Rex màu xanh lá cây.
Con này trông cái màu da rất là giống thật ha, rất là xanh xùi. Còn đây là một con khủng long T-Rex khác cũng màu xanh lá cây, nhưng con này thì có cái đầu rất là đặc biệt. Tiếp đến là mình có con khủng long bay, một con khủng long có đôi cánh biết bay, con này ăn thịt nữa, rất là ghê các bạn ơi. Còn đây là một con khủng long trung kiên Osiris, với những chiếc gai dài và một cái cổ rất là dài đúng không nào? Rất là đẹp. Còn đây là một con khủng long T-Rex màu xanh nước biển nữa nè các bạn. Nó cái miệng rất là to. Nó đang là nghiêng cái cổ một bên. Tiếp đến là ta có con sư tử, đây là một con sư tử với cái bờm màu xám, chú sơn lâm. Đây là con khủng long T-Rex chân vịt của mình, đấy rất là đẹp. Còn bây giờ đây là một chú khủng long Therizinosaurus, chà mình trượt tay. Con Therizinosaurus có một cái móng tay rất là dài luôn các bạn, nó dùng cái móng tay này để tấn công một kẻ thù đó. Cái con khủng long này cũng rất là hung dữ. Tiếp theo ta có con khủng long Dimetrodon. Còn đây là một con cá mập mà to hơn mấy con khủng long các bạn. Tiếp theo là con khủng long Triceratops màu xanh lá cây cũng cực kỳ là đẹp nè. Để xem một con khủng long đang nằm ở đây, đó là con khủng long T-Rex màu đen với một cái logo Batman ở trên lưng nữa các bạn. Rất là đẹp đúng không nào? Còn bây giờ là một con khủng long hình lành Apatosaurus. Đấy, trời rất là lạnh và con khủng long Apatosaurus này bước đi rất là thong thả, các bạn, nó không sợ lạnh các bạn. Rồi, tiếp đến là chúng ta có một con khủng long Indominus màu vàng. Màu vàng rất là chói mắt. Không hiểu sao lại có con khủng long màu rất là chói. Một con khủng long T-Rex mập ú nè. Còn đây là một chú khủng long Spino, Stegosaurus các bạn ơi. Stegosaurus nó có một cái vảy to trên lưng, một cái nanh quạt vậy đó. Bên này không hiểu tại sao con Stegosaurus phải đối đầu với lại Indominus đây. Có rất nhiều vết thương ở trên người con khủng long Stegosaurus và nó đã không chống lại được con khủng long Indominus rồi. Để xem bây giờ chúng ta lại có một con khủng long Dilophosaurus màu xanh lá cây luôn nha, trông rất là sặc sỡ. Tiếp đến là mình có một con cá heo rồi, chà rất đẹp. Đây là một con khủng long nè, để mình xem. Đây mình còn một con khủng long T-Rex ở đây nữa, một chú khủng long T-Rex màu nâu khá là đẹp. Còn bây giờ mình có đây một con khủng long Elasmosaurus cổ dài. Rồi tiếp theo là mình có con khủng long Indominus màu đỏ các bạn ơi. Màu đỏ nhìn trông rất là hiếu chiến đúng không nào? Rồi tiếp đến là một con khủng long Elasmosaurus nữa. Con khủng long này rất là to, cổ rất là dài, bơi dưới nước rất là giỏi đó các bạn. Rồi bây giờ mình lại có tiếp tục ở đây đó một con khủng long Allosaurus các bạn ơi. Wow, con Allosaurus này rất là năng động. Cửa chưa mở mà nó đã đẩy cửa chui ra rồi. Đây, tiếp theo là mình có những con khủng long nhỏ. Đây có một con tinh tinh màu đen. Đấy, bên này vẫn có một con tinh tinh nữa nè. Rất là nhiều tinh tinh. Đây có một con tinh tinh rất là to và màu trắng. Đây, con này có một cái bộ lông trắng buốt luôn. Ai chà, nằm đây quá trời khủng long rồi các bạn. Tiếp đến là mình có con khủng long Indominus Red con. Một con khủng long Therizinosaurus nữa nè. Đây là con khủng long Sinoceratops. Wow, con khủng long Deinonychus này các bạn, nhìn rất là nhanh nhẹn nhỏ nhắn. Mình có tiếp theo đây là con khủng long Carnotaurus các bạn ơi, với hai cái sừng. Đấy, những con Carnotaurus này đây, nó đang gầm lên. Và đang ước đi những cái bước đi rất là hung hăng. Đây, tiếp theo là chúng ta có con khủng long Baryonyx con nè.
Rồi ở đây thì lại có một chú khủng long Indominus Rex nữa, rất là đẹp. Rồi đây là một con Carnotaurus còn đẹp hơn nữa. Rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Một con tê giác, trông rất là cứng cáp, khỏe khoắn đúng không nào. Đấy, còn đây là một con khủng long Deinonychus này các bạn. Những con Deinonychus đang chạy ra. Wow, những con Deinonychus mà chúng bàn kế hoạch kỹ quá ha. Rồi, tiếp đến là một con khủng long màu kiếm. Đây là con khủng long T-Rex con nữa nè. Tiếp tục là khủng long T-Rex con và một số con khủng long nhỏ nhỏ khác ở đây. Và video của mình hôm nay cũng đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Nhớ like và subscribe để đừng bỏ lỡ những video tiếp theo trên kênh của mình nha các bạn ơi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.